Cô Tô Cu Yên Bái chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho anh em một con vai ớt sản xuất 2010, xe đẹp long lanh luôn. Con này đúng 105 triệu, anh em có tin nổi không? Đúng 105 triệu. Lý do vì sao mà con này có 105 triệu, bởi vì là con này nói thật với các bác là con limo taxi ra, nhưng mà nói thật luôn là nó có bị va quệt ở phần đầu phần đít nên là nó rẻ như thế, nhưng mà con này vẫn chưa tông chết người đâu anh em nhé. Nó chỉ kiểu là bác tài này non lái này là tông vào đít con container nó đang dừng ở ven đường thôi. Nói thật là tai nạn thì nó mới có 105 triệu. Anh em nào kết ý, thì nhanh tay bình luận dưới video nhá. Quay xe anh em xem này, đèn này, đèn vẫn còn mới nguyên nhá. Lốp này nhá, lốp này anh em có thể đi khoảng 2 năm nữa cũng chưa phải thay. Nhưng mà đúng bỏ ra 105 triệu thì anh em suy nghĩ gì về cái xe nữa, đúng bằng cái xe máy. Nội thất này, nội thất con này đẹp luôn anh em nhá. Thế thì bác chủ cũ bọc lại là đẹp long lanh rồi. Trần thì vẫn là trần nỉ nguyên bản nhá. Tay phanh này, cần số này, màn hình con này thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà nếu mà anh em nào thích thì là em thay cho cái màn Android, màn kia nó đẹp hơn thì thêm mấy triệu nữa là đẹp long lanh luôn. Màn hình đây anh em nhá, màn hình nghe nhạc vẫn hay, này vô lăng vẫn đẹp này. Sàn thì được trang bị thêm một cái sàn cao su anh em nhé. Ủa trời, đang mưa to quá nhưng mà quay nhanh cho anh em xem, không là anh em khác này mua mất. Sàn cao su anh em nhé, vệ sinh thoải mái này, nội thất đẹp long lanh, lốp thì mới cả già luôn. Loanh quanh bỏ ra đúng 105 triệu, anh em kiếm đâu được cái mẫu xe như thế này, đúng 105 triệu. Nói thật là nó rẻ, lý do là em vừa nói lúc đầu rồi đấy, là nó bị tai nạn rồi nên nó mới rẻ như thế, mới nói là taxi ra. Nội thất này anh em xem này, để cửa tiền này anh em về chạy dịch vụ hoặc là đi gia đình cưới hỏi cũng được luôn. Xe cứng xe lắm, loanh quanh nói chung là con này em test thử rồi, lên cao tốc nó vẫn chạy được khoảng tầm 90 km/h anh em nhá, thoải mái. Đăng kiểm con này còn đến tháng 3/2023 anh em nhá. Lên quanh bỏ ra hơn 100 triệu thôi, anh em có mẫu xe tuyệt vời. Em quay về phần máy anh em xem nhá. Máy con này thì đại chất rồi, dòng Toyota thì máy không phải suy nghĩ rồi. Đấy, đề phát là lổ luôn anh em nhá. Máy đây anh em nhá, máy dòng Toyota đại chất rồi, 2010 thì không phải suy nghĩ rồi. 2010 105 triệu anh em kiếm đâu ra được à? Đúng là xin được xe thôi. Máy này em đang bật điều hòa nhá, máy nổ thì thầm luôn. Anh em nhanh tay nhá, anh em nào kết cho em nút đăng ký kênh nhá, số điện thoại em là 0966 862 666 nhá. Để đúng một mẫu xe 105 triệu, đúng là hàng hiếm, có 102 trên thị trường luôn, anh em nhanh tay nhá. Em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái anh em nhá. Chào tất cả các bác đã xem video của em.